cắt này đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, năm, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Hôm nay sức khỏe thế nào rồi? Dạ, hôm nay em khỏe. Khỏe hả? Dạ. Khỏe sao nói chuyện nghe không được khỏe lắm vậy? Tại em đang đau bụng. Bị sao? Dạ, em đau bụng cái cậu không có được, bị bón á. Gì đó hả? Rồi sáng giờ có ăn cái gì được không cưng? Dạ không. Buổi tối ngủ được không Tiên? Dạ không, buổi tối trời lạnh xuống em bị nhức ngủ mới được. Trời lạnh thì nhức? Dạ, gần sáng em ngủ mới được. Mà trời nóng thì hầm? Dạ. Ngày qua là do qua mưa quá trời mưa. Với ở đây gió đồ nó thổi vô quá nè. Ở nhà mình cũng không có được là kín đáo nè. Tôi không. Chưa có ăn, sáng thì chưa ăn được gì hết trơn hả cưng? Dạ. Chị My bữa nay có đi chợ mua đồ cho chị chưa chị My? Dạ có. Mua bữa nay mua món gì nói cho dạ khán giả biết thôi. Dạ là phèo, xào khóm với lại thịt bò nhúng giấm cho chị hai. Thực đơn là phèo xào khóm hả? Dạ. Thịt bò nhúng giấm còn món nữa có nhớ không? Sao cho ăn dạ. Bò dạ, sầu riêng. Có mua không? Dạ có. Nói chung là khán giả cũng vì thương Tiên là khán giả nói là em ơi đừng nên cho ăn thịt bò, đừng nên cho ăn thịt vịt, nhưng mà bây giờ thật sự là do Tiên thiếu chất nhiều quá. Dạ. Bắt buộc phải ăn chứ không ăn làm sao mà có đủ dinh dưỡng để nó cung cho da. Dạ. Rồi sáng là Tiên ăn mấy trái sầu riêng rồi? Dạ chưa ăn trái nào hết. Chưa ăn trái nào hả? My có mua chưa em? Dạ có, em mua rồi. Mua rồi ha. Mà chưa ăn. Rồi nãy giờ nghe sầu riêng này có thèm không? Dạ có. Có luôn ha. Nhưng mà ăn cơm rồi mới ăn sầu riêng được nha. Dạ. Ăn ít thôi nha em. Mà sáng giờ có tưởng tượng mình mình mấy tháng trời mình ăn được miếng sầu riêng, mình có tưởng tượng là nó ngon cỡ nào không? Chưa ăn cho biết ngon. chắc hẻo anh Hậu Giang hoài không biết nữa. Bây giờ mình tưởng tượng mình ăn vô miếng sầu riêng chắc nó ngon lắm, mình thèm á. Dạ, theo cảm nghĩ thì tưởng tượng thì ăn vô trời nó béo. Béo ha. Dạ. Béo sao bây giờ đâu cảm nhận thử coi. Cảm nhận hương vị thôi. Cảm nhận bây giờ mình nhai từ từ thôi nha. Dạ. Đó, bây giờ nhai đi từ từ thôi. Bỏ nhai hả? Có gì đâu nhai ống. Chắc hẻo nữa hả? Chắc hẻo hoài. Mấy anh đến đây là ghi hình á, mỗi ngày với cưng như vậy thì cưng có vui không? Dạ vui lắm, ngày nào cũng đông vui vậy nè. Đông vui ha, bữa nay có mấy anh mới nữa nè. Dạ. Mấy anh á là mấy anh tính là ghi hình bữa nay nữa, là ngày mai mấy anh đi chỗ khác rồi như vậy thì cưng có buồn không? Thôi đừng đi. Sao mà không đi? Mấy anh đi bỏ em rồi em buồn lắm. Rồi vậy tụi anh ở đây hoài luôn hay sao? Dạ. Làm tới bao lâu? Ở đây hoài luôn đi. Hết tiền cơm rồi. Hết tiền ăn cơm. Mấy anh là ở xa không à, phải ở nhà trọ nữa nè. Em nấu cơm cho ăn. Trời ơi, bây giờ gia đình nó khó khăn. Nấu cơm rồi sao được. Bây giờ cưng mà tự nấu cơm được là tụi anh xa ở đây ăn đó. Ở đây đi rồi em nấu cơm cho ăn. Tôi nghiệp phân quý của chú anh chị. Là ở đây là phải gán cho mau lành nha. Dạ, ở đây với em đi mấy anh đừng bỏ em nha. Ngày nào cũng đông vui. Mấy anh là sáng giờ cũng uống phê cũng bàn rồi là ghi hình bữa nay thì tính ngày mai là đi nơi khác, mà nghe em nói gì chắc mấy anh phải tính lại quá à. Chắc bữa nay đi liền quá à. Tính ngày mai đi à, tính lại. Tính ngày mai đi. Rồi bây giờ vậy là gắng cố gắng đi, gắng ăn uống nhiều vô, tinh thần lạc quan rồi á là
mai mốt nấu cho mấy anh ăn một buổi cơm coi. Dạ. Mấy anh ăn cơm với gì nấu cho ăn? Mấy anh chỉ cần đơn sơ à, chứ mực, không có cần ăn mực nhiều. Mực giấm đi. Em không biết làm mực giấm giấm. Vậy biết làm cái gì? Em hả? Em biết làm vịt nấu chao. Trời, vịt nấu chao được ha. À, gì nữa? Rồi gà xào xào ớt. Rồi món đơn sơ mà lộng lẫy ha. Ừ. Gì nữa? Rồi gà xào xào ớt, rồi vịt kho gừng. Ừ. Trứng chiên đồ ha. Dạ. Thôi đừng nói nữa thèm. Bữa nay thì thấy gương mặt cũng tươi tắn, thấy cũng mừng. Bữa nay có tới ngày vệ sinh cho chị chưa chị Mỹ? Dạ là ngày mai mới vệ sinh cho chị hai em. Thường là mấy ngày mới thay băng gạc làm cưng? Dạ 2 ngày và cách 1 ngày. Cách 1 ngày? Dạ. Như vậy là từ cái bữa đi Sài Gòn là dạ. Bữa đó chưa thay gạc phải không? Dạ. Với ngày hôm qua. Hôm qua. Thì hôm nay tới chứ? Dạ hôm nay tới, nhưng mà hôm nay em thấy chị hai đau nên là ngày mai em mới làm. À, nói chung là trễ lại 1 ngày cũng không sao. Tại vì bữa nay hơi đau ha. Dạ. Hôm qua về nó còn hơi thốn á. Tại vì rồi. Đi xe dằn á, rồi bởi vì cho nên nó là em đau á cô chú anh chị. Cái khúc mà ginh lên, ginh xuống là đau dữ. Khúc ginh xuống á hả? Dạ. Đau nhất là cái khúc ginh phải không? Dạ, khúc đau nhất là khúc ginh á. À. Tại vì lúc ginh nó chạm đủ thứ chứ. Chạm đủ thứ với đụng da thịt đó. Rồi nó ra máu. Cho mày anh thấy là nhà mình có ruồi nha. Là do cái mùi nè. Em múc một miếng nước, em chế một miếng dầu dầu nước xanh vô ít nước thôi. Dạ. Rồi em để chỗ gần chỗ chị nằm là không có ruồi bay lại. Dạ. Ngày nào cũng vậy ha. Dạ đem đi. Ừ. Đi đường đó được không? Mới đi qua đường của anh bánh mì kìa. Rồi ba nội đâu rồi My? À sao ha? Bữa nay nội có đi bán vé số không mà Tiên? Dạ không, bữa nay nội ở nhà nó mệt, nó nghỉ một bữa. Ừ. Bữa nay nội không được khỏe hả? Dạ. Tụi anh á là cũng nghe bà con chia, bà con ở gần đây á là chia sẻ lúc trước đây Cưng cũng đã từng có gia đình. Dạ. Phải không Cưng? Dạ có. Em có một đời chồng và một đứa con hiện nay 3 tuổi. Lúc là Cưng lập gia đình là Cưng bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 19 tuổi. 19 tuổi. Rồi Cưng kể hết cái gia đình của mình trước đây như thế nào để cho khán giả xa gần biết thêm về gia đình của Tiên. Dạ lúc trước em với ảnh quen nhau ở Sài Gòn á. Ở đó ít thôi. Rồi hai đứa tiến tới, rồi em mới em về ở với ảnh cũng mấy năm, rồi cũng có một đứa con. Thì vợ chồng mà lúc vậy có lúc vui lúc buồn, mà cho đến một ngày thì tự nhiên không có chuyện gì xảy ra hết trơn, thì hai đứa lại cự cãi một chuyện nhỏ thôi, thì lại xảy ra thì hai đứa em bỏ em đi, thì hai đứa xảy ra lại không còn ở với nhau nữa. Là em nghĩ chắc hết duyên rồi. Hồi trước là vợ chồng Cưng đi làm công việc gì? Lúc đó là ảnh làm công trình, làm công trình. Em thì ở nhà, nội trợ. Rồi được rồi. Rồi kể tiếp đi Cưng. Thì ảnh không có cho em đi làm. Tại vì tính ảnh ghen lắm. Gì đó, có vợ đẹp quá mà. Dạ, anh nói em đi làm sợ bị mất em. Cái em mới nói tào lao quá à. Đi làm thôi, sợ mất vậy thôi, đóng cái tủ thôi, nhốt chổng đi. Rồi sao mày? Ấy sao đây cân tiếp tục. Rồi anh không cho em đi làm gì hết trơn á. Rồi bắt em ở nhà. Mà nhiều lúc ở nhà thì ra vô cũng buồn. Rồi em cũng xin đi làm. Anh ấy đi làm thì đi, nhưng mà anh vẫn hồi hộp. Nói hồi hộp gì, nói sợ em vậy nè, rồi em bỏ anh.
Mà chồng cưng, anh nói thiệt anh cũng chưa biết, mấy anh cũng chưa biết mặt ông xã của cưng. Ông xã của cưng đẹp trai không? Dạ đẹp trai lắm. Vậy là trai tài gái sắc phải không? Dạ. Rồi kể tiếp đi cưng. À, rồi thì ảnh cuối cùng ảnh cũng cho em đi làm công ty. Rồi lúc đó thì cũng mới tuổi vô công ty thì em cũng có nhiều người ghẹo lắm. À. Nhiều anh ghẹo lắm. Em nói thì em có gia đình rồi mà mấy ảnh nhăn ghẹo vậy đó. Rồi về rồi kết bạn Facebook rồi này kia rồi ngủ. Nhiều khi em đang ngủ cái điện em cái chồng em nghe cái anh nổi cơn lên anh. Đúng rồi. Dạ anh nổi cơn lên anh chửi quá trời chửi luôn gì đó. Dạ cái xong cái em mới cự lại em nói là em có gì đâu mà ghen bậy ghen bạ vậy, nó không có gì mà nữa thì người ta gọi chi. À. Rồi cái hai đứa cự cãi với nhau hoài vậy đó, tối ngày cự cãi với nhau là từ lúc em đi làm luôn đó. Cái xong rồi em thấy vậy thôi em xin nghỉ ở nhà giữ con cho rồi. Để cho là không có mà dạ. Chuyện này chuyện kia xảy ra phải dạ. Không? Sau lúc bạn cưng kết bạn cưng nói là thôi đừng có gọi em có chồng rồi. Có mà, dạ có nhưng mà bạn vẫn gọi. Vì mấy ông này là cố chấp quá rồi. Dạ. Đẹp quá mà lúc đó là đẹp lắm ha. Giống như mà là mỹ nhân rồi. Dạ thật sự thì mình nói ra thì mình không phải mình tự tin gì. Ừ. Mà thật sự thì em lúc em chưa chồng thì ở đây em nhiều người theo đuổi lắm. Ừ. Đeo ghiếc mà em mệt luôn á. À, có gì cho nên là bà con ở đây cũng không gà nói là tiên là hồi trước cũng là một hoa khôi ở vùng này đó. Dạ. Tới ngày lễ, ngày gì, quà cáp đồ quá trời luôn. Mà em thì không có thương ai hết trơn á. Ừ. Tại vì mình nghĩ mình đẹp, mình chảnh mà. À, không có giá phải không? Dạ. À. Rồi á là cưng chia sẻ thêm như vậy thì hai vợ chồng cưng sống chung được bao nhiêu năm rồi mới chia tay? Được hình như được 5 năm. Rồi lúc đó ông nội bệnh thì em xin phép ảnh về đây để chăm cho ông nội em. À. Rồi bữa đó thì em có nói là thôi ông nội bệnh rồi anh chích thời gian ra lên thăm ông nội đi. Anh nói là anh không rảnh. Cái em mới cự em nói anh không rảnh thì anh làm gì anh rảnh. Cái anh nói là anh bận đi làm. Xong cái đêm đó em mới về. Em thấy anh ngồi anh nhậu đi. Cái em mới nóng lên. Em mới chửi em nói là ông nội bệnh gì đó. Không chịu lên thăm ông nội. Rồi hai đứa cự cãi nhau rồi trong đó ảnh có rượu á. Ảnh có nhào lại là giống như muốn đánh em đi đó. À. Cái xong em tức quá em bỏ em đi. Em bỏ đi về đây luôn. Là sau đó là ảnh không có liên lạc năn nỉ hay là gì hết trơn á. Chỉ lên rước con rồi sau đó đi về. Là hai người sống với nhau có tổ chức đám cưới rồi có giấy kết hôn đồ đàng hoàng không cưng? Dạ có giấy kết hôn. Vậy đó. Dạ. Rồi tiếp tế là về ở đây nhà của ông nội bao lâu? Rồi dạ. Cưng mấy là biết được người bạn trai này mà gây ra cho cưng như thế này? Em về ở với ông nội cũng chừng tuần lễ đi. Thì em đi làm công ty á. Rồi bữa đó về ban bữa đó em nghỉ ở nhà một ngày bữa chủ nhật. Thì ở nhà lướt Facebook thì có tin nhắn hiện lên. Là tin nhắn người bạn đó đó. Rồi hai đứa có nhắn tin qua lại với nhau. Rồi nghĩ là làm bạn với nhau thôi, đâu có nghĩ là yêu đương gì đâu. Mà bạn trai của cưng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bạn trai mới 20 à. 20 trong lúc đó là cưng bao nhiêu?
Dạ em lúc đó là em 24 rồi. 24 vậy là mình kêu bằng bạn nghe là mình xưng bằng chị. Dạ xưng bằng chị. Nhưng mà bên bạn đó thì xưng lại anh. Sao không nói là nhỏ hơn tôi mà sao kêu tôi chị mà. Là giống như là xưng là anh với chị vậy đó. À anh với chị nhiều khi giả bộ quên rồi ha. Dạ. Rồi kế tiếp tôi kinh kể đi kinh. Rồi hai đứa có nhắn tin với nhau thì cũng bạn cũng có ngỏ ý là với em mới nói là em đã từng có chồng rồi, hiện giờ em đang nuôi con một mình. Cái bạn đó bạn biết mà, tại vì bạn thấy em để trên Facebook là single mom á. À single mom là cái gì? Dạ single mom là mẹ đơn thân. À tiếng Anh đó ha. Dạ. Ừ, ngon lành quá ha, tiếng Anh single mom nữa ha, tưởng là single que à, khổ à. Rồi kể tiếp đi cưng. Rồi mạnh để chọc em hoài. Hai đứa bạn có ngỏ ý thì em lúc đầu thì em không có đồng ý. À cái cũng thời gian rồi hai đứa nói chuyện với nhau ban đêm đồ ngủ rồi canh điện thoại với nhau á. Rồi cái em cũng có chút tình cảm đi, em cũng đồng ý. Rồi em cũng có xuống nhà bạn chơi một lần. Xuống nhà bạn chơi một lần rồi lúc đó thì ông nội lại phát bệnh tiếp. Em mới trở về đây lại. Trở về đây lại thì em chăm cho ông nội. Thì bạn lại ngỏ ý là lên chơi. Em mới nói là muốn lên chơi thì lên. Sau đó thì bạn có lên chơi. Rồi cũng phụ em chăm ông nội vậy đó. Mà đâu có ngờ là cái đêm đó là hai đứa mua 4 lon bia về ngồi nhậu chơi rồi em mệt quá em ngủ trước. Dạ cưng có uống được không? Dạ em uống không có được, em chỉ uống chút chút vậy. Đúng đó. Như là ngồi cầm khách thôi phải không? Dạ. Các bạn cưng là uống hết 4 lon luôn. Dạ 4 lon pha lại với nhau á. À rồi sau đó em ngủ, em buồn ngủ của em đi ngủ, cái bạn ngồi đó bạn uống mình lên, uống mình luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là ghiền dữ rồi ha. Nhưng bạn cưng là có bị ghiền không nha? Em không biết nữa mà ngủ mình lên gì đó. Ờ nghi lắm rồi đó. Rồi sau đó thì lại lấy điện thoại của em nhắn tin cho một người bạn của em, nhắn xong rồi xó. À. Rồi em mới giật mình thức dậy, em xem, em lấy điện thoại lên em xem, em giật mình là em chỉ là xem là Facebook, lướt Facebook thôi. Nhưng tự nhiên Messenger hiện lên là thôi mày ngủ ngon nha. Cái em mới nói là nãy giờ em đâu có nhắn tin với ai đâu mà bạn em lại chúc ngủ ngon. Cái em xem qua em mới hỏi là ủa nãy giờ anh có liên hệ em không? Cái bạn nó có. Cái em mới hỏi là bộ hai người nhắn tin với nhau hả? Cái bạn nói ừ. Cái em nó nhắn sau rồi lại xóa. Cái bạn nói có gì đâu, mấy tin nhắn thàm xàm á, rồi xóa đi. Cái em nói mai mốt điện thoại của em á không có tự ý lấy hay là gì nhắn tin cho bạn em vậy nha. Cái xong tự nhiên nó quạo với em, cái đùng ra trước ngồi, cái mới nhắn tin vô. Bây giờ tao không nói chuyện với mày nữa, bây giờ mày ra mở cửa cho tao về đi, không ai tao đốt nhà mày đó. À cái xong em mới đâu có nghĩ gì đâu, em ra em mở cửa, em nói mở cửa, vừa mở cửa xong là bạn đi từ sau lưng bạn đẩy em ra, bạn nắm tay em lại rồi bạn chế cho xăng từ trên đầu chế xuống. Lúc đó xăng ở đâu ra? Em không nghĩ nữa, em chắc em trong đầu em nghĩ là xăng bạn lấy từ xe của ba em quá. Là trước khi cự cãi đến dẫn đến mà bạn nói ra tay đó là nó thời gian mất bao lâu? Mà lúc mà lấy xăng em có thấy không? Dạ không, lúc lấy xăng em không có biết. Nếu là em biết là em chạy đường cửa sau rồi, em đâu có để xảy ra tình trạng gì đâu. Vậy là hai người có lời qua tiếng lại là cự nhiều không em? Dạ cự có nhiêu đó thôi đó. Chỉ có như vậy, chỉ nó qua tiếng lại thôi, em kêu là
tôn trọng cái việc riêng tư của em là đừng có đụng tới điện thoại em thôi. Dạ đúng rồi. Rồi xong bạn đó là coi như cọc lên. Dạ. Cọc lên thì bắt đầu là bạn đó kêu là muốn đòi khói đi về. Khói quá rồi, khói quá em. Dạ. Gai mắt dữ rồi. Gai mắt em gai lắm rồi. Rồi anh ơi. Bỏ rồi. Quá trời khói rồi. Gai mắt cả tiên. Dạ. Trời ơi khói quá khói rồi. Rồi hồi trước đây á là cưng có suy nghĩ là sau này cưng sẽ kết bạn với người này luôn. Quá cay quá mi đâu ta. Cay quá cay rồi. Với em gái rồi. Mi ơi mi. Chị cay mắt quá rồi nè. Lấy khăn ướt nào. Lấy khăn ướt đi cưng. Bỏ nó đi cưng. Lẹ. Bà nội sao đốt cái gì vậy nội? Nóng lửa. Đâu con nhóm lửa mà khói dữ vậy? Ủa bà nhà mình không có bếp ga đâu sao nội? Lao cho chị lẹ đi chị cay quá. Tính ra là cái người bạn trai này là coi như là bộc phát. Đúng rồi. Lúc đó là có cái hơi bia trong người bộc phát lên cái hành động luôn. Nhất thời nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ là cái xăng ở đâu bạn đó chuẩn bị sẵn hay như thế nào á, đúng không? Nó phải có cự nữ gì trước, tại vì cái lúc cự nữ nó diễn ra thì theo em nói là đã có nhiều thời gian. Đúng rồi. Mà hành động lúc đó nếu mà có lấy xăng thì em này cũng đã thấy rồi, đúng không? Chắc nghĩ là thủ sẵn xăng trong thời gian bé đang ngủ. Đúng. Chắc có nhắn tin cái gì đó, có ức chế cái gì đó. Thời gian nhắn tin chắc ức chế cái gì đó. Đúng. Dạ. Vậy là trong nhà lúc đó là có chiếc xe máy của ba. Dạ đúng rồi. Xe máy ha. Nhờ mấy anh nhắc tới ức chế em mới nhớ. Là trước đó bạn có nhắn tin cho nhỏ bạn em là mượn tiền. Là em có gầy bạn. Là tại sao lại tự ý đi mượn tiền bạn vậy? Em không thích vậy nha. Cái bạn nó mê mốt bạn biết rồi bạn không mượn nữa. Là trước đó hay là trong ngày đó luôn? Dạ, trước đó là em có gầy bạn. Là trước khi là tới nhà em chơi? Dạ. Vậy là hôm nay em có ức chế sẵn rồi. Ức chế nhưng mà nhiều khi là chưa có đến cái mức đó. Ừ. Nghe cái dịp mà đến nhà chơi nè, coi được cái tin nhắn đó. Là bộc phát luôn đó. Cái này là cái bạn trai em là cố tình lấy điện thoại nhắn tin cho người ta, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Giống như cái này cũng như thử coi nó có phát hiện gì không đó. Đúng dạ. Rồi. Tính ra nghĩ là tại vì nhắn đối phương kia nghĩ là tiên nhắn. Nhắn xong rồi xóa. Vậy rồi em có bây giờ em gọi lại cho cái người bạn đó em hỏi thử nhắn cái gì đó là đang hai người nhắn với nhau cái gì không? Là bạn em nói là nhắn mượn tiền tao. Xong rồi em mới nói là rồi có cho mượn không, nói là tao cho mượn. Rồi có hỏi là trước đó là hỏi tao là trước đó là cho mày mượn số tiền bao nhiêu, là cho em mượn để em lo cho ông nội em á. Là bạn đó hỏi. Rồi tại vì trước đó là em mượn tiền bạn em á, là có bạn trai á là ở đây và cũng biết, nhưng mà số tiền em giấu bạn đi. Bạn có hỏi em là em có giấu anh gì không, là cũng ngay đêm đó luôn. Cái em nói có giấu gì đâu. Rồi xong bạn cười nhẹ một cái, rồi xong bạn mới nói thôi không có gì đâu. Cười nhẹ là cười kiểu nhầm hiểm không? Dạ đúng rồi. Kiểu nhếch môi đó gì. Nhưng mà cái lúc mà em mà quen, anh còn thắc mắc cái là cái lúc mà em quen cái người bạn trai này nè, là lúc đó em với chồng em là dứt khoát luôn chưa? Dạ dứt khoát rồi. Dứt khoát rồi thì em mới là quen bạn người bạn này đúng dạ. Không? Dạ. Dứt khoát bao lâu, dứt khoát bao lâu với chồng em thì mới em quen người bạn này? Dạ tầm tháng. Tháng. Mà trong cái lúc mà em còn ở với chồng á, là cái người bạn này là có nhắn tin qua lời chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Là chưa em về đây. Lúc chia tay rồi sau dạ, này mới quen. Dạ đúng rồi, em về đây em đi làm đó. Thì về đúng tháng là quen người bạn này ha. Dạ. Dạ. Ủa, cái Facebook là vô tình kết bạn hay là như thế nào em, hay là tìm bạn uống phương hay như thế nào mà dạ, kết nối được? Em không biết bạn kết bạn với em khi nào nữa. Là Messenger hiện lên là hello chị. Em mới nói là chào. Xong rồi bạn mới hỏi là chị năm nay bao nhiêu tuổi.
Em mới nói là 25 tuổi. Cái bà mới nói là vậy là chị lớn hơn em rồi. Xong em mới nói ừ. Cái bạn nói chị có bạn trai chưa? Cái em nói là hiện nay chị là single mom. Cái là em xong rồi bắt đầu quay trở ngang lại là anh cũng hết single mom. Cái em mới nói ủa mới xưng em hay sao chuyển qua anh rồi. Sao chuyển nhanh vậy hả? Dạ. Cái xong rồi mới nói là thì anh hết single mom thì mình thì em kêu anh mà anh đi. Cái em mới cười. Em mới nói là nhỏ hơn người ta mà bắt người ta kêu bằng anh. Cái bà mới nói là bây giờ có kêu bằng anh không? Cái em mới nói ừ kêu anh thì anh. Rồi xong thì nói anh thích chị hả? Cái xong nói dạ anh thích chị đó. Chị có thích anh không? Cái em mới trả lời là không. Tại vì chị muốn ở vậy nuôi con, chị không muốn quen ai hết á. Cái nó thôi thích thích anh đi. Có gì anh chia sẻ cùng với chị. Rồi hai đứa cũng nhắn tin nhiều nhiều quá lại vậy đó. Rồi từ từ cũng có tình cảm. Và cái người bạn trai á, là em quen là có ngỏ ý là tới gia đình để cưới hỏi gì không cưng? Dạ có. Có lên ngỏ ý ba em là con muốn cưới Tiên. Cái ba em nói thì con muốn cưới thì con kêu ba mẹ con lên nói chuyện. Thì bác đây thì cũng không có đòi hỏi gì em. Tại vì con gái bác tại vì nó cũng từng có chồng rồi. Thì con muốn cưới thì con lên kêu ba mẹ con lên nói chuyện với bác. Nói dạ. Nhưng mà thật sự lúc đó thì cứ nghĩ như thế nào? Em nghĩ là quen chơi thôi chứ không muốn cưới. À. Nhưng mà bạn ngỏ ý như vậy thì em nói với ba, tại sao ba lại nói như vậy? Con không, con thì con chưa muốn tiếp tục bước tới nữa. Từ khi mà em xảy ra một cái sự việc như thế này là bên người chồng trước của em là có biết không? Dạ biết. Xảy ra cái đêm đó xảy ra việc là sáng hôm sau là gia đình em có điện cho bên chồng em. Tại vì lúc đó là trong tình thế mà nhập viện không có tiền á, là không biết cầu cứu phải hết trơn á. Rồi em không hiểu sao mà gia đình em lại điện cho gia đình bên chồng em nữa, mà điện ngay chồng em. Nói Thanh ơi, cứu nội con ơi, Tiên nó bị người ta đốt cháy con ơi. Cái xong rồi My nó mới gửi hình cho chồng em coi. Rồi lúc đó chồng em đang nằm võng á, chồng em suy sụp luôn. Chồng em mới nói trời ơi, Tiên đấy hả? Rồi mấy người bên chồng em nói không phải Tiên mày ơi, này con trai mà. Tại vì lúc em bị cháy á, rồi em mặt em bị sưng lên á, như chai đó. Giờ tóc thì đã cắt ngắn hết rồi. Da cạo luôn. Rồi bên chồng em nói này con trai mà đâu phải ăn Tiên đâu. Rồi chồng em mới nói là trời ơi ăn Tiên đó. Rồi chồng em mới nói là thôi không muốn nhìn nữa, nhìn hồi con xỉu à. Rồi thôi nội nó muốn thấm tiền nghiệp phí là bao nhiêu. Cái nội nói là trời ơi con ơi, ở đây người ta đòi tới 10 triệu lận. Cái chồng em nói nội ơi con cũng không có tiền nhiều, thôi đó con gom vòng vòng đây con xin mọi người được nhiêu thì được. Thì chồng em cũng gom xin mọi người bên chồng em á cũng được 5 triệu. Rồi ra đóng trước đó, đóng trước 5 triệu đi. Rồi mới có tiền đóng viện phí cho em. Nhưng mà chồng có qua không em? Dạ không, chồng em nói là chịu không nổi. À, không dám nhìn ha. Dạ, tự nhiên hồi lúc mà
còn vợ chồng với nhau, chung sống với nhau á, thì anh đâu có làm gì như anh đâu có dám làm gì với em đâu. Mà bây giờ anh nhìn em vậy anh chịu không có nổi đâu. Xót ha. Dạ. Rồi từ đó tới bây giờ là chồng Cưng có một lần nào qua đây chưa? Có thăm Cưng chưa hay là có điện thoại gì thường không? Dạ hồi lúc mới bị thì ảnh điện thoại hoài à. Đêm nào cũng điện hết á. Đêm nào cũng tâm sự, nói thôi em ơi, đừng có buồn nữa, thì lỡ rồi, đừng có buồn nữa nha, cố gắng lên, rồi nữa còn về với con nữa. Xong ấy, anh thật sự anh nhìn em vậy á, anh thương em lắm. Tại vợ chồng với nhau mà hồi lúc mà sống với nhau á, anh đâu có sống tệ bạc với em hay là dám làm như vậy với em đâu. Mà trước khi em rời đi á, rời xa anh mà mới có bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng đâu mà lại phát hiện tin em bị vậy rồi. Cái xong anh khóc, anh nói là tại sao tự nhiên vợ chồng mình hết duyên hết nợ sớm vậy không biết nữa. À, ở với anh thì em không bị gì rồi, mà tại sao em lại quen người ta chứ vậy? Anh ơi, tại vì duyên nợ đến sớm quá, em đâu có muốn vậy đâu. Rồi anh mới nói là rồi sau này rồi em sao, rồi cơ thể em có bị co rút không? Anh thấy anh đọc trên mạng á, anh thấy anh sợ lắm, giống như người ta bị co rút lại giống như hút củi gì đó. Xong em mới nói em không biết nữa, nói trời ơi rồi sau này em sống làm sao, ai lo cho em? Thôi. Rồi bây giờ là đứa con của Tiên giờ ở đâu, ở với cha hả? Dạ ở với cha. Từ bữa giờ cha chồng em có về thăm không? Dạ không. Có đưa con về không? Dạ không, hồi lúc mà còn mà bệnh viện Cần Thơ thì ảnh có điện cho em, ảnh nói một câu gần vậy. Thật sự là anh còn thương em nhiều lắm, anh quên không được em. Ngày nào anh ra vô nhà cửa anh buồn lắm, nhiều khi anh muốn phút thực tử đi. Cái em mới nói sao mà anh lại nói vậy. Anh nói là thật sự là anh đâu có muốn vợ chồng mình chia tay. Nhưng mà cái lúc đó, cái lúc mà dứt khoát luôn đó, là em là cái người quyết định ra đi hay là anh đó cái chồng em quyết định ra đi? Dạ, là em. Là em? Em là người quyết định. Em là người quyết định. Chồng dạ. Em có lúc đó có níu kéo em không? Có năn nỉ rồi không? Dạ, sau xảy ra hết rồi thì ảnh có níu kéo, anh nói là ảnh có chọc dẫn chơi, anh nói là rồi chừng nào về thăm tôi. Em mới nói là xàm, nó xàm gì vậy, chia tay rồi là hai đứa không còn gì hết trơn, gì thấm gì. Thôi anh nói giỡn gì đó. Ủa vậy là hai đứa có kết hôn hả? Dạ. Có giấy kết hôn không? Dạ có. Rồi có ra tòa ly dị không? Dạ có. Có luôn. Rồi ảnh mới nói là anh còn thương em nhiều lắm, bây giờ không có làm cách nào để quên được em hết á. Chỉ còn một cách là bây giờ là anh không liên lạc với em nữa. Anh sẽ chặn hết số điện thoại, Zalo, Facebook, hình ảnh của em. Là anh sẽ cố quên em. Anh không muốn nhớ gì tới em nữa hết á. Cái xong Tết này đi, anh có về nhà. Là bà chị, giống như chị em bạn dâu với em vậy đó. Điện lên là Tiên ơi, sao mà mẹ ác quá vậy? Em mới hỏi sao vậy hai? Trời ơi, thằng Thanh nó nhậu vô á, nó như người điên vậy đó. Nhớ em ấy à? Dạ, nó đi qua đây nè. Nó ngồi nó khóc. Nó nói hai ơi, em nhớ vợ em quá à. Mà làm cách nào giờ quên giờ hai. Cứ mỗi ngày mỗi nhậu, mỗi ngày mỗi nhậu rồi chừng nào mới quên được. Cái ai mới nói thì từ từ rồi mày cũng quen người mới rồi mày cũng quên nó thôi.
cái em chồng em mới nói là dễ gì, em chỉ thương nó cả đời thôi. Nhưng mà thật sự lúc đó là cưng còn thương chồng cưng nhiều không? Giận thì giận nhưng mà còn thương nhiều. Dạ, lúc mà hai đứa chia tay với nhau là em buồn lắm, em nói là tại sao mà anh không hạ cái thôi mình xuống để xin lỗi em hay gì. Dù một câu xin lỗi thôi em cũng đồng ý quay về nữa. Nhưng mà lần này thì ảnh không có xin lỗi hay là làm cái gì chứ. Em nói là bây giờ mình hết duyên hết nợ rồi, thôi mình thôi nhau đi. Ảnh mới nói ừ thôi thì thôi mày. Cái xong cái lúc mà thôi nhau rồi á là em buồn lắm. Là em về đây à, em khóc hoài à. Em nói là tại sao mà anh không hạ cái mình xuống mà lại xin lỗi em. Dù một câu xin lỗi thôi cũng được đó. Lúc đó, cái lúc mà mình nộp giấy lên tòa để ly hôn á. Dạ. Rồi người ta có mời đến hòa giải hai bên không? Dạ có. Rồi lúc đó hai đứa có nói chuyện, có nói chuyện với nhau không? Mà là quyết định dứt khoát. Dạ quyết định dứt khoát luôn. À chứ không có ngồi nói chuyện, có để cho người ta hòa giải hả? Dạ. Như là lúc đó dứt khoát là em là cái người chủ động dứt khoát đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là em nổi giận trong người lắm. À. Là em muốn dứt khoát liền luôn. Lúc đó nếu mà em bình tĩnh xíu mà để em suy nghĩ về có đứa con. Dạ. Rồi cái người chồng của mình, thật sự ra trong vợ chồng thì chờ chồng nào cũng có xích mích á. Dạ, cái quan trọng là ngồi lại suy nghĩ hai bên, thấu đáo một xíu. Dạ. Hai bên thì giảm cái tôi xuống thì anh nghĩ là cái hậu quả nó cũng không phải như ngày hôm nay. Dạ. Thật sự tuy rằng cái người chồng của em nói gì thì nói, tới giờ phút này thì anh thấy theo em kể câu chuyện ra thì anh thấy là họ thương em rất là nhiều. Dạ, đúng. Bởi vì họ không quên em được, đúng không? Đó, nếu mà lúc đó mà em chịu, mà nói chung là vợ chồng em có người nào mà khuyên nhủ em nhiều hơn mà em biết lắng nghe. Dạ. Thì anh nghĩ rằng là vợ chồng sẽ có thể là ở lại. Thứ nhất là vì đứa con. Dạ. Thứ hai nữa là vì cái em chọn đúng cái người thương em. Nhưng cái tôi hai đứa còn trẻ. Dạ đúng rồi. Còn trẻ chưa hạ cái tôi xuống được. Nếu mà lúc đó mà trải đời hay hoặc là em có xíu tuổi nữa hay hoặc là có người nào khuyên á. Dạ. Thì anh nghĩ là lúc đó câu chuyện nó sẽ khác, nó không diễn biến như bây giờ. Em có nghĩ vậy không? Lúc xảy ra một chuyện rồi, lúc đó là em suy nghĩ lại là tại sao chồng mình còn thương mình vậy á, mà sao ngày xưa mình lại làm như vậy. Mình có suy nghĩ nhiều cái không đúng. Lúc này là lúc có thể xảy ra chuyện mình nằm mình đau như thế này. Dạ. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại. Dạ, nghĩ lại đúng không? Dẫu sao thì những năm tháng ở bên chồng của mình á, thì dẫu sao anh cũng chiều chuộng, anh cũng yêu thương mình. Yeah. Đúng không? Nếu lúc đó mình hại cái tôi hoặc là có suy nghĩ lại hai đứa, mở lời đầu tiên, ví dụ như là lúc đó anh không trả lời, anh không xin lỗi em mở lời trước thì cũng được đúng không? Yeah. Sự việc anh nghĩ là nó không có nghiêm trọng như ngày hôm nay đúng không nha? Yeah. Tiếc không? Có khi nào nằm đau đớn vậy em suy nghĩ lại những quãng ngày sống bên chồng mình, nó là em tiếc không? Dạ khó. Hồi lúc vừa xảy ra chuyện là em thấy chồng mình điện lên rồi khóc rồi này kia. Đó là cái đức tính. Cái đức tính. Dạ. Rồi em không nghĩ là một người đã hai đứa đã không còn là gì với nhau nữa rồi mà lại rơi nước mắt vì em. Rồi không chịu nổi, cầm lòng không chịu nổi. Em mới khóc cũng suy nghĩ là tại sao ngày xưa em không hạ mình xuống một chút nữa. Bây giờ cơm hả cưng? Bây giờ cơm hả? Rồi. Có bây giờ anh hỏi thiệt lòng nè. Bây giờ em lúc đó anh nghĩ cho anh hỏi cái câu này nó hơi khó chịu xíu, nhưng mà có anh theo anh góc độ anh suy nghĩ thôi nha. Dạ. Yeah. Là lúc đó em có nghĩ là do em đẹp em có thể là kiếm hạnh phúc bất kỳ lúc nào không? Dạ yeah, có. Đúng không? Em lúc đó em có suy nghĩ là tôi đẹp mà, không có anh thì có người khác tốt hơn đúng không? Em suy nghĩ là mình còn đẹp mà. À. Thì mình còn có thể kiếm người mới hơn. Còn rất nhiều người đeo đuổi nữa phải không? Dạ. Bởi vì những cái suy nghĩ đó mà đúng, làm đúng. Em mất đi cái hạnh phúc thật sự của em. Đúng. Dạ. Vì tự tin vì nhan sắc của mình. Đúng rồi.
Thôi cho chị ăn đi. Thôi bây giờ pha ăn đi My ơi. Dạ. Bây giờ thì sẵn ở đây anh sẽ trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi, rồi sau đó thì em cho chị ăn cơm ha. À vậy vậy nhận luôn đi cưng, nhận tiền Mạnh Thường Quân luôn đi. Rồi để anh trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Vậy cưng cưng về cơm về cơm qua đây đi cưng. Cứ ngồi đó đi mày, ngồi đó đi, ngồi đó đi, về về cơm qua đây, đồ ăn qua đây, rồi để anh Mạnh trao tiền cái đi rồi cho chị ăn. À, của cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho Tiên á nha Tiên. Dạ. Anh Mạnh đọc lớn lớn ở đây có cô giấu tên ở Canada gửi cho em là 2 triệu, chú Vũ Như Xuyên ở quận 3 Sài Gòn gửi 2 triệu, chị Thu Trang gửi 500, Nguyễn Thị Thúy gửi 200, chị Trần Hương ở Thái Nguyên gửi 200, có 2 cô cháu ở Mỹ, thứ nhất là chị Ngọc Thảo và anh Dũng gửi 7 triệu ha. Trong đó là cho bé My 1 triệu, cho bà nội 1 triệu ha. Còn 5 triệu là của phần của Tiên để chữa bệnh. Chị Liên gửi 1 triệu. Em Văn ở Mỹ gửi 2 triệu. Rồi anh Lê Quang Vũ ở Mỹ, hồi tối là nói chuyện đó, nhớ không? Tối là có My nói chuyện đó. Anh gửi 200 đô. Là đổi ra là 5 triệu mốt ha. Tổng số tiền là 20 triệu 300 ngàn. Dạ. Mà trong đó là của bé My 1 triệu. Dạ. Với bà nội 1 triệu là của chị Ngọc Thảo với anh Dũng ở Mỹ á. Dạ. Đó là cho của bé My 1 triệu, với bà nội 1 triệu. Tổng triệu là 20 300 ha, 20 triệu 300. Dạ. Của bé My 1 triệu trước đi ha. À, bà nội à, chút đưa cho bà nội 1 triệu ha. Kêu nội lên luôn nhé. Nội đi. Bà nội ơi. Nội đi chợ ở đâu rồi? Nội đi hả? Bà nội không có nhà. Đưa cho bé My giữ đi. Đây là cái phần của bé My với bà nội ha. Dạ. Còn lại là 18 triệu 300 là dạ. Của em ha. Dạ. Em đợi cắt này đi. 1 2 3 4 5 6 7 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 triệu 3. Dạ. 18 triệu 3 ha. Là của những cô chú nãy anh đọc đó. Với dạ. Trong đó là bây giờ anh còn giữ là của em gái giấu tên ở Mỹ. Dạ. Là 300 đô. Dạ. Với chị Hạnh ở Úc 200 đô Úc nữa. Dạ. Là hai cái phần đó là anh để làm cái chuyện khác cho em. Dạ. Bây giờ chưa có nói. Dạ. Sau này biết ha, mai mốt biết mà. Dạ. Đó là cái phần đó là anh đang giữ. Dạ. Cái phần này là 18 triệu 300 là của dạ. Em ha. Dạ. Rồi em có muốn gửi lời gì đến cô chú anh chị gửi cho em không? Dạ, con cảm ơn các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã yêu thương con và đã giúp đỡ cho con số tiền là 18 triệu 300 ngàn đồng. Con xin cảm ơn các cô chú anh chị trong nước ngoài nước nhiều lắm. Ừ. Con chúc các cô chú nhiều sức khỏe và niềm vui. Dạ, con xin thành cảm ơn. Rồi. Con xin cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ chị hai con trong thời gian qua. Sau này nếu như chị hai con đi đứng được, con và chị hai con xin đội ơn cô chú. Con xin làm tất cả những việc gì mà có thể đội ơn được cho cô chú. Con xin cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân. Thay mặt cho gia đình em Tiên, dạ. Cảm ơn tất cả của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em Tiên. Thì anh còn giữ của em là 300 đô yeah. Với 200 đô Úc nữa yeah. Là cái phần đó mai mốt biết ha. Để anh làm gì thì làm yeah. Cũng cho em á. Nhưng mà đây em có điều ước nho nhỏ. Rồi điều ước nữa đây kìa. Nói đây con cái giờ điều ước lẻo quá vậy. Dạ yeah. Em ước thì mình có một cái căn phòng á, để sạch sẽ,
rồi có máy lạnh đồ cho cơ thể mình nó mát mẻ hơn. Vậy điều ước đó luôn hả? Dạ. Thôi khó quá bụp đi đây. cho các bạn ở trong phòng thì lúc đó thì nó không có bị nhiễm trùng. Rồi bây giờ anh nói em nói cái này à. Dạ. Bây giờ anh nói cho em thành ước mơ luôn. Cái này là anh làm cho em làm cái máy này kia lại. Dạ. Của chú Mạnh Thường Quân sẽ làm lại cho em luôn. Dạ. Đó, vậy là em khỏi ước được có luôn rồi đó. Nhưng mà vui không? Nhưng mà có 300 đô với 200 đô làm sao đủ còn nữa. mấy Mạnh Thường Quân kia nữa. À, đang gửi về mà chưa có nhận. Nói chung là mình chưa có nhận được. Tại vì vô tiền trong túi rồi mới chắc ha. Dạ. Nói chung là cái phần này là để làm cái đó cho em rồi đó. Dạ. Sẽ ước hay vậy? Ước đúng trúng liền luôn. Ước ông Bụp đó là sẽ thực hiện điều ước cho cưng rồi đó. Dạ. Sao ông Bụp? Xây nhà cái là ông Bụp đi liền rồi. Rồi thôi mình cũng xin phép kết thúc video của chú anh chị. Ở đây của chú anh chị nào mà muốn giúp đỡ cho em Tiên cứ liên hệ trực tiếp qua kênh những anh em YouTube ở đây sẽ hỗ trợ cho em. Rồi Tiên có cảm ơn mấy anh YouTube không? Dạ có. Rồi. Em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Rồi cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn các anh. Rồi. Không có gì đâu cưng, thì cho chị ăn đi, cho chị ăn đi. Em nhớ ngày nào cũng